Xin chào mọi người nhé. Nhà em sau hôm mưa thì cứ chiều là đi cắt mắm, hôm nay mưa thì nhà em đã cắt được nhiều hơn. Thì em đã chở 200 cây về nhà rồi. Mẹ em hôm nay ốm thì chiều nay nó cũng không cắt được nhiều. Đấy. Thế nên là mọi người cứ đợi nhà em khoảng vài hôm nữa nhá. Mọi nhà em sẽ gửi cho. Thì nhà em vẫn tiếp tục là chiết mắm đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Thì những ai mà đặt số lượng lớn thì nhà em vẫn cung cấp cho mọi người được. Ví dụ những người mà đặt 1.000 cây ấy thì phải đợi, chứ không có sẵn ngay đâu ạ. Ở đây ra đây quay cho mọi người xem tiếp tục này. Đây, mắm đây. Thì nhà em đang sau khi cắt xong rồi nhà em vứt cho nó ổn định thì nhà em mới bê vào. Nói chung là những ai mà cần 1-200 thì còn có sớm được, chứ những người mà gọi tầm 1-2.000 mắm thì phải đợi và chia làm nhiều đợt. Thì em cũng chia sẻ như thế để cho mọi người hiểu, mà mọi người chia như thế thì mọi người cũng dễ bán hơn. Bên này thì cũng rất là nhiều cây cắt được nhưng mà không cắt kịp, vì không câu chuyện là mắm không chỉ là cứ cắt rồi xong đâu mọi người ạ. Đầu tiên là khi mà cắt ấy thì phải tỉa tót các kiểu cả, thế nên là nó chỉ cắt giới hạn được, chứ không phải mình cứ ra nhìn một cái là mình thấy cây có rễ riếc rồi mình cắt không được đâu. Có khi nhiều cây có rễ nhưng thật ra lại là không phải có rễ. Cái này thì nó là nghề rồi, thế nên là em phân tích sâu thì mọi người cũng không hiểu đó. Có những cây thì nhìn trông nó không xanh tươi tươi tốt này, nhưng thực ra là nó rất là khỏe mạnh, có nhiều rễ rồi. Thế nên là khi mà giao đi ấy, thì nhà em luôn cố gắng là cho cái cây giống nó đạt chất lượng cao nhất. Mọi người cũng chia sẻ mọi người là cứ từ từ không vội. Ai có đơn trước nhà em sẽ gửi trước. Nhà em cũng hẹn ngày mọi người là tương đối là chuẩn rồi. Chỉ trừ những cái trường hợp như hôm rồi ấy, là mưa 3 đợt, 3 hôm liên tục không cắt nhanh được. Bởi vì em tả cho mọi người nha, nếu mà đêm mà mưa ấy, sáng mà cắt thì cây, mọi người có thể hiểu nôm na là cái cây lúc đấy nó đang phát triển quá, và khi cắt thì nó dễ, nó không tốt. Thế là lại chiều tối cắt, mà chiều tối lại dính trận mưa nữa thì cũng dở. Thế là cái lượng mà cắt thì thực sự là muốn cũng không nhanh được. Ruộng nhà em thì cách nhà có mấy chục mét thôi, đi ra khỏi vườn là thấy. Trước thì nhà em làm ở gần nhà, ngay cách nhà, nhưng mà cái chỗ đấy bây giờ là không còn làm nữa. Bây giờ nhà em thì cạnh, chính xác ra là cái chỗ ngày xưa bây giờ nhà em xây dựng rồi, thì bây giờ là nhà em phải làm hẳn ở ngoài ruộng. Nói chung là cách nhà từ đây đến nhà khoảng 50 mét thôi. Bây giờ em sẽ quay một cái video mà bê đồ từ ruộng vào nhà để cho mọi người xem nhé.